Toản nhận mưa lời khen sau trận thắng Campuchia. Khánh Vân kế nhiệm Vương Miện Hoa hậu Hoàng vũ 2019. Thúy Vân bất ngờ vượt mất cơ hội thi quốc tế trong sự nối tiếp của cộng đồng mạng. Thò Henie chân trần trong trang phục dân tộc ngày trao lại Vương Miện và khoảnh khắc đẹp đầy cảm xúc. Văn Toản nhận mưa lời khen sau trận thắng Campuchia. Thực ra thì em thấy là năm nay thì cái sức mạnh của U22 Việt Nam rất là lớn, khi mà từ những trận đầu tiên cho đến những trận gần nhất thì đều thể hiện phong độ rất là tốt rồi. Và đặc biệt là ở trận vừa rồi, trận knockout giữa Việt Nam và U22 Campuchia đó, thì chúng ta nhận được cơn mưa bàn thắng rồi, không bàn cãi. Nhưng mà ở những phút cuối cùng của trận đấu thì thủ môn Văn Toản nhận được lời khen, và đó là cơn mưa bàn khen luôn. Bởi vì là đã cản phá thành công cái cú sút phạt đền penalty từ phía những chiến binh Angkor. Thì cho em được hỏi là theo chị á, thì cái hành động của Văn Toản có xứng đáng nhận được nhiều lời khen như vậy hay không, hay là cái hành động khi mà anh ấy bị để thủng lưới ở những cái trận trước á, thì có đáng chê trách hay không ạ? Thứ nhất là chúng ta hay nói về quá khứ, về cái câu chuyện chê trách. Thực ra thì đúng là chúng ta không cổ suý cho những lần sai lầm, nhưng mà chúng ta cũng đừng quá nghiệt ngã với những lần sai lầm. Bởi vì chắc chắn một điều thưa quý vị, tất cả chúng ta trong cuộc sống ai cũng được từng sai hết. Nhưng mình sẽ không bị lỗi ngụy biện ở cái kiểu đó là ai cũng từng sai, cho nên các bạn cứ sai đi, cứ sai một cách thoải mái thì đúng là không có phù hợp. Nhưng trong bất cứ một cái công việc nào và ở từng cái vị trí của công việc đó, chúng ta buộc phải có những cái trải nghiệm và có những cái va vấp để trưởng thành. Cái sai nó không đáng nói bằng cái việc là tại sao bạn sai và sau khi bạn sai bạn như thế nào. Cho nên là dù cho đó là lỗi, ví dụ bây giờ nói về lỗi nha, tôi tin rằng là ở tất cả một cái đội hình nào đi chăng nữa, một cái cầu thủ nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng đều đã có những cái lỗi trong quá khứ khi mà thi đấu. Từ Tiến Dũng trước đó nè, rồi sau đó là đến Văn Toản. Và trên mạng thì mọi người vừa đùa vừa thật, nhưng mà mình nghĩ rằng là đôi khi cũng đã để lại những cái vết thương rất là lớn. Chẳng hạn như các bạn có những cái hình chế như là sai lầm không tự nhiên mất đi, mà sai lầm chỉ chuyển từ Tiến Dũng qua Văn Toản. Thực ra mình nghĩ rằng là chúng ta hãy đặt mình vào người trong cuộc, thì chúng ta cũng có thể sẽ giảm khẩu nghiệp. Có thể là bạn không vui với cái sai lầm của người đó, tại vì bạn là người hâm mộ, bạn có quyền nổi giận. Nhưng có điều là thực ra chết là mình im lặng, nó vẫn là một cái cách nó văn minh hơn. Và quay trở lại với trận đấu ở Campuchia, thì thực ra như thế này, mình khen Văn Toản không phải vì bạn đó đã không để thủng bàn, không để thủng lưới, không phải là để cho cầu môn sạch luôn 4-0, mà cái vấn đề ở đây đó là mình khen ngợi cái tinh thần của các bạn. Tớ không phải là một bình luận viên chuyên nghiệp về bóng đá, nhưng mà ở trong nhà thì có một bạn dân thể thao, thì chí ít mình cũng bị gọi là bị ảnh hưởng chút đỉnh. Và đúng là mình yêu bóng đá theo cái kiểu như là tinh thần dân tộc thôi, có nghĩa là có Việt Nam đá thì mình bay vô mình xem. Có lại phụ nữ và đàn ông thì sẽ có cách cảm nhận bóng đá rất là khác nhau. Đúng rồi, thì đối với trận Cambodia và Việt Nam thì mình thấy như thế này nè. Trước tiên đó là Cambodia họ chơi với một cái tinh thần thực ra rất thoải mái. Bây giờ nhìn ở chiều kích tâm lý nha, với cái trận đó mình khen Văn Toản và cả nguyên một đội bóng của chúng ta là vì sao? Bởi vì nói gì thì nói, chúng ta đang ở thế nước lên. Với cái sự trưởng thành về thể lực và chiến thuật của đội bóng Việt Nam, thì các bạn ấy đang được người hâm mộ kỳ vọng rất lớn. Bản thân thầy Park cũng có những cái yêu cầu nhất định dành cho học trò của mình. Như vậy thì cái câu chuyện đó là huy chương vàng SEA Games 30, nó là câu chuyện được coi như là một nhiệm vụ bắt buộc đối với những bạn ấy khi mà gánh vác cái trọng trách thể thao ở trên lưng của mình, trên vai của mình. Như vậy thì các bạn đã bước vào cái trận với Cambodia, mình tin rằng rất áp lực, buộc phải thắng. Có nghĩa là nếu như mà nói về nhiệm vụ thể thao, những chiến binh thể thao, thì các bạn đó buộc phải thắng. Từ cái câu chuyện vị thế cho đến cái chuyện là làm nhiệm vụ quốc gia vân vân. Nhưng Cambodia thì họ thoải mái hơn. Vì sao? Bởi vì đây được coi như là một cái lần cực kỳ hiếm hoi. Nếu như mà theo như trí nhớ của mình, mình không biết chính xác hay không, thì Cambodia chưa bao giờ đi sâu như vậy ở các giải SEA Games về bóng đá nam. Và lần này thì bạn đó bước vào bán kết, thì mình nghĩ rằng là tới đây coi như là về nhiệm vụ quốc gia, các cầu thủ Cambodia hoàn thành rồi đó. Họ ổn rồi đó, có nghĩa là tôi chơi tới đây là tôi ngon lành rồi, người hâm mộ của tôi là hài lòng. Mình vẫn nhớ cái trận mà Việt Nam đá với Lào nha, chúng ta thắng Lào. Và cái chiến thắng đó thực ra là nó được nằm trong cái suy luận của người hâm mộ rồi. Ai cũng dự đoán. Nhưng mà Lào họ không quan tâm đến mình đã đá vào lưới của họ bao nhiêu. Chỉ cần họ đá được vào lưới Việt Nam một trái thôi. Ôi trời ơi, cổ động viên Lào họ vui một cái niềm vui vỡ òa. Điều đó có nghĩa là gì? Tiêu chuẩn của từng bên khác nhau. Cambodia bước vào trận đấu rất thoải mái. Hai, đó là mình buộc phải thắng. Nhưng mà cái người bắt cái trận này là Văn Toản. Với một cái sai lầm vừa mới xảy ra. Thì mình khen Văn Toản ở chỗ là bạn đó gọi là sao ta, cái tinh thần dám chiến đấu. Mình khen Văn Toản là khen ở chỗ đó, chứ không phải là
kết cục trận đấu chúng ta sạch lưới là bạn ấy được khen. Yeah. Nên là mình nghĩ rằng là đôi khi chúng ta cũng nên nhìn một gọi là một cái câu chuyện với nhiều chiều kích khác nhau để thấy được rằng là bóng đá nó không chỉ là cái câu chuyện của 22 con người tranh một cái quả bóng. Yeah. Mà nó là cả một cái câu chuyện khác về cuộc sống, về rất nhiều thứ mà chúng ta có thể nhìn thấy từ một cái trận bóng giữa hai đội như thế nào. Dạ, thực ra dạ. Và đã có lại câu chuyện của bóng đá. Hãy cùng đến với thông tin tiếp theo liên quan về một cuộc thi luôn. Nhưng lần này sẽ là cuộc thi cho phái đẹp, cuộc thi Hoa hậu nhé. Khánh Vân kế nhiệm Vương Miện Hoa hậu Hoàng Vũ 2019. Dạ. Với cái kết quả của, mình nói từ kết quả trước đi, thì mình tin rằng là trước tiên là ban giám khảo họ có lý do. Không có ai mà ngồi đó cầm cân nảy mực để rồi tôi muốn làm gì tôi làm. Bởi vì chính họ mới là cái người chịu búa rìu dư luận. Họ cũng phải nghĩ cho bản thân của họ. Và trên đời này thì không có ai nghĩ thay và gọi là sống thay cuộc đời của mình cả. Yeah. Cho nên tôi tin rằng là khi ban giám khảo họ làm một điều gì đó thì chính họ đã phải là người biết được rằng là cái quyết định của họ nó có an toàn cho họ hay không cái đã. Và sau đó là nó sẽ hướng tới những cái giá trị khác mà họ đang được đặt vào cái nhiệm vụ đó. Như vậy thì không có lý do gì mà người ta làm việc một cách thờ ơ hoặc là lãng xẹt hoặc là muốn làm gì thì làm. Thế thì chúng ta đã kịp nghe cái lý do từ ban giám khảo hay chưa? Nếu như chưa thì mọi người ráng nghe nha, chứ khoan hay chửi nha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, thì có nghĩa là tôi chọn ra một người với một cái thời gian họ ở vị trí đương nhiệm là 2 năm. Các bạn đừng quên là chỉ mới cách đây mấy đêm thì em mới bắt đầu trao cái vương miện đó lại. Có nghĩa là cổ đã phải giữ cái trọng trách hoa hậu của mình trong 2 năm. Dạ đúng rồi. Thế thì cái câu chuyện của chúng ta bây giờ là chúng ta chọn ra một người để họ đi tiếp 2 năm. Chứ không phải là chọn một người mà họ đã đi là hoa hậu. Đúng không? Họ đã đang là hoa hậu hoặc là họ đã đi một đoạn đường dài theo kiểu của hoa hậu. Thì nó không đúng với tinh thần lựa chọn. Bây giờ tôi mới chọn ra một người và trong 2 năm nữa là bạn phải làm được những cái nhiệm vụ đó. Những cái nhiệm vụ mà cuộc thi này họ thiết lập ra. Như vậy thì tôi phải chọn được một người có tiềm năng. Ở đây tôi không nói những bạn kia không có tiềm năng. Nhưng rõ ràng là có một cái tiêu chí mà chúng ta hay bị ngược lại với ban tổ chức. Là ban tổ chức chọn một người để đi tiếp. Chúng ta thì chọn một người là trong lòng chúng ta họ đã là hoa hậu rồi. Và từ đó chúng ta tạo ra những cái sự tranh cãi. Như vậy thì ở đây cũng nên lưu ý lại để hiểu rằng là thực ra mọi sự lựa chọn nó đều có lý do. Và cái thứ ba nó nằm ở đây là tại sao tôi luôn thờ ơ với kết quả. Tại vì thiệt ra là mình không có theo thí sinh ngay từ đầu. Ban tổ chức và ban giám khảo là những người tiếp nhận thí sinh từ những ngày mà họ là một người mà chưa ai biết tới. Họ là những cái cô gái mà còn thậm chí là còn chưa biết cách để đi trên sân khấu một đoạn dài khoảng 5 không mét. Là cách cốt như thế nào cho đúng. Rồi trang điểm, rồi trang phục. Nói chung là người ta tiếp nhận một cái con người mà ngay từ đầu, ngay từ thỏa sơ khai. Của cái việc là tôi sẽ ở trong đúng cái hình ảnh của một hoa hậu như thế nào. Và họ theo cái thí sinh đó một cái cuộc thi như vậy thì tầm 1 tháng. Trung bình là 1 tháng. Như vậy thì trong 1 tháng đó tất cả chúng ta là người ngoài cuộc. Chúng ta hầu như không biết gì về họ cho đến một ngày chúng ta coi đêm chung kết. Như vậy thì ở đây chúng ta đã bị lũng đoạn thông tin một quãng rất là dài. Và như vậy thì ai là người nắm giữ thông tin này? Chỉ có ban tổ chức và ban giám khảo thôi. Và cái thứ ba đó là cái ba rem chấm. Thì thực ra là chúng ta cũng chỉ biết được rằng ở trong đêm chung kết bạn nào tỏa sáng thì chúng ta nhìn. Nhưng cái ba rem đó nó có thể là một cái ba rem theo dõi quá trình của thí sinh như sao. Đó, và như vậy thì tất cả mọi thứ nó bày biện ra để chúng ta hiểu rằng là thực ra ở vị trí của công chúng ấy, chúng ta có quyền vui, có quyền buồn, có quyền bực bội, phản biện về cái người mà chúng ta yêu thích hoặc không yêu thích. Nhưng cái sự hợp lý của vấn đề thì thực sự chúng ta chưa có đủ thông tin bằng ban tổ chức và ban giám khảo đâu. Dạ, và chúng ta sẽ cùng đến với thông tin tiếp theo cũng liên quan về câu chuyện hoa hậu này quý vị nha. Thúy Vân bất ngờ vượt mất cơ hội thi quốc tế trong sự nuối tiếc của cộng đồng mạng. Đây có vẻ như là vì cuộc thi này quá là hot đi nên là mình không thể dừng lại được mà tiếp tục luôn. Thì nãy mình chia sẻ về cô nàng hoa hậu Khánh Vân rồi. Bây giờ thì em lại đề cập nhiều hơn về Thúy Vân. Đó, giống như kiểu thiết kiểu Thúy Vân vậy đó. Là nhiều người nối tiếp cho cô này. Bởi vì Thúy Vân thì đã trải qua rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ rồi. Cô ấy cũng từng làm giám khảo cho nhiều cuộc thi lớn rồi. Và là một diễn viên, một MC, một người mẫu, một hoa hậu. Nói chung là hoàn hảo. Và do đó cách mà cô ấy trả lời ứng xử này rất là hay nè. Rồi khả năng ngoại ngữ rất là tốt. Rồi thể hình cũng đẹp nữa. Nên nhiều người cho rằng là nếu cô này có cái ngoại ngữ tốt như vậy, có cái thần thái tốt như vậy thì có thể là chiến thắng ở đấu trường quốc tế. Nhưng mà đáng tiếc là Á hậu 1 không phải là cô ấy. Giá như Á hậu 1 là cô ấy thì cô ấy vẫn sẽ được đi thi vào năm 2021. Còn nếu như mà cô ấy là Á hậu 2 rồi thì chúng ta không thể nào đưa Thúy Vân đi thi được. Thì nếu ở góc độ cá nhân là chỉ có tiếc cho cái điều này hay không ạ? Thực ra tiếc hay không hoặc là như thế nào thì cũng chúng ta còn phải chờ đợi vào sự thể hiện của Khánh Vân và Kim Duyên. Như vậy thì có nghĩa là nếu như mà Khánh Vân và Kim Duyên trong thời gian tới các bạn đó không thể hiện được đúng nội lực của mình như sự kỳ vọng
khi mà ban giám khảo lựa chọn họ thì đúng là chúng ta có quyền tiếc nuối. Yeah. Nhưng mà nếu như hai bạn đó bật ra được những cái tiềm tàng, những cái tiềm chất ở bên trong mà ở đó vốn dĩ chúng ta chưa thấy, còn Vân là chúng ta thấy. Yeah. Vấn đề ở chỗ là Vân là chúng ta thấy được tất cả những cái năng lực của cô ấy trong suốt quá trình hoạt động vừa rồi. Yeah, đúng rồi. Cho nên bây giờ mình đang so một cái phép so khá là khập khiễng, là mình so về một người mà tôi đã biết và một người tôi chưa biết gì về họ. Thì thực ra mình so nó cũng hơi kỳ. Dạ, thực ra trong cái quá trình thi cuộc thi này thì họ trải qua những cái vòng thi như là thi về ứng xử, thi về ngoại ngữ. Thì ở đó thì thấy rằng là Thúy Vân trả lời ngoại ngữ rất là hay, đương ứng nhiên xử rất là tốt. Còn hai bạn kia thì dường như là cũng chưa bằng, chỉ là chưa bằng thôi nhé. Đúng. Thì họ cũng dấy lên cái nghi ngại rằng là trong thời gian một năm nữa của thi Hoa hậu quốc tế thì có đủ cái thời gian để mình rèn luyện về ngoại ngữ cũng như về cái khả năng tự tin hay không? Điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào các bạn phải nỗ lực để hoàn thiện bản thân mình như thế nào. Có nghĩa là nếu như thời gian tôi quá ngắn thì tôi phải nỗ lực gấp 5, gấp 10 lần người bình thường. Thì đó là cái giá phải trả. Cái sự thành công nào trên đời này nó cũng có một cái giá tương xứng. Bạn không thể nào cứ khơi khơi rồi rất là thảnh thơi trong vòng một năm và sau đó bạn nói rằng là sau một năm thì tôi không thể có năng lực này, thì chuyện đó nó vô lý. Muốn đánh đổi có nghĩa là gì? Thực ra thì mây tầng nào gặp gió tầng đó. Ok. Và muốn thấy cầu vồng thì phải chịu được những cơn mưa. Thì đó là cái câu chuyện đánh đổi của từng vị trí mà các bạn đó bước ra từ cuộc thi này. Còn liên quan đến Thúy Vân thì mình cũng không đánh giá thấp Thúy Vân. Có điều là như mình nói, có thể là trong một cái cuộc thi, trong phạm vi một cuộc thi, chúng ta có những cái ràng buộc về những cái tiêu chí lựa chọn để rồi ở đó mặc dù bạn rất tốt, nhưng ở cái cuộc chơi này, đôi khi bạn không thể nào là sự lựa chọn phù hợp của ban tổ chức được. Cho nên chúng ta buộc phải ở cái vị trí đó, ở cái vị trí được để ở đó. Tại vì ví dụ như nhìn về tiềm năng thì bây giờ mình so về độ tuổi đi đó, hoặc là một vài những cái yếu tố khác thì mình cũng chả biết là ban tổ chức lựa chọn theo kiểu gì. Tại vì đôi khi là Thúy Vân cũng đã 26 tuổi rồi. Và nếu mà để 2 năm nữa đi thi thì có vẻ là cũng hơi muộn. Có so thể với là bạn ấy. Đúng, có thể là một cái điều bất lợi cho bạn ấy thì sao. Và cái điều quan trọng nữa đó là thực ra như đã nói, nếu như mà chúng ta đánh giá một con người mà chỉ thông qua một cuộc thi thì rõ ràng là nó sẽ có nhiều cái để tranh cãi lắm, nó không thể nào phù hợp được. Như vậy thì cuối cùng trong câu chuyện này thì mình sẽ thấy cái gì? Thúy Vân hãy cứ là Thúy Vân, Khánh Vân hãy cứ là Khánh Vân. Thúy Vân là một cô người đẹp với rất nhiều thành tựu trước đây bạn có, và bạn vẫn là Thúy Vân, tài sắc vẹn toàn trong rất mắt của rất nhiều người hâm mộ. Khánh Vân bạn sẽ phải là một cái cô người đẹp, một cái cô hoa hậu mà bây giờ trở đi bạn phải đứng vào cái vị trí để thay cho hoa hậu trước đó và gánh vác những cái phần sự của mình. Thì đó là những cái điều mình nghĩ rằng là nó hợp lý. Và cái quan trọng ở đây đó là nếu như chúng ta cứ tiếp tục tiếc nuối để rồi đặt lên bàn cân rằng là bây giờ người này với người kia có ai phù hợp hơn, ai không phù hợp hơn, thì có vẻ như chúng ta đang tốn thời gian cho một điều không cần thiết. Cái điều cần thiết ở đây là bây giờ với cái mà các bạn đang đứng thì các bạn đi tiếp như thế nào. Thì nó là cái câu chuyện hợp lý hơn. Và ok cái... Và chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện cũng liên quan về Hoa hậu Hồ Henie. Hồ Henie chân trần trong trang phục dân tộc, ngày trao lại vương miện và khoảnh khắc đẹp đầy cảm xúc. Chúng ta đang bàn luận về nàng hậu Hồ Henie và có lẽ là cũng cần phải dành thời gian để có thể chia sẻ rõ hơn về cô nàng hoa hậu này. Nhất là trong ngày trao lại vương miện cho Khánh Vân thì ở đó chúng ta có một cái màn kết quốc, một cái màn gọi là khoảnh khắc đẹp nhất cho những giây phút cuối cùng đương nhiệm của Henie. Và thực sự nhá, em nói thật với lòng mình luôn đó là em thì không có biết ước đâu, nhưng mà khi mà em coi clip đó là em đã từng khóc. Tại vì em chưa bao giờ thấy một cô nàng hoa hậu nào mà nó giản dị như vậy, mặc bộ trang phục truyền thống của người ED bước ra với đôi chân trần, trong khi là tất cả những cô còn lại, 45 cô còn lại là đi giày cao gót rồi dạ hội lóng lánh rất là đẹp, thì Hồ Hen tắt lên một cái vẻ đẹp chân chất mộc mạc rất là tỏa sáng. Và ở đó là có một câu nói rất là hay, đó là con cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con là người con của đại ngàn. Thì nghe rất là xúc động. Thì không biết là cảm xúc của chị khi mà chị coi cái clip đó như thế nào ạ? Là ekip quá giỏi. Ekip quá giỏi. Ê, có khi nào tôi tỉnh quá không quý vị? Nhưng mà khoan nha, tôi vẫn đi nghe đi. Không, chị vẫn rất thích hen nha. Phải nói trước là chị vẫn thích hen. Nhưng mà thật ra chị hiểu cái cảm nhận của em. Nhưng mà chúng ta cũng hơi bất nhẫn với 44 thí sinh. Nếu như mà chúng ta so sánh một hình ảnh như vậy để người ta tự nhiên cảm thấy là ủa vậy là tôi phù phiếm mà, thực ra họ đang thi họ buộc phải lộng lẫy. Nhưng với sự xuất hiện của Hen thì mình tin rằng là một đó là ekip giỏi ở đây là gì nè, họ đột phá được về ý tưởng. Cái thứ hai đó là họ tìm kiếm được đúng cái chất thuộc về Hen và họ tại vì cô ấy không thể nào mà tự có một cái màn xuất hiện như vậy, nó phải thuộc về ý đồ của người làm chương trình.
của đạo diễn, của biên kịch, vân vân. Cũng có thể là ý tưởng của Henry là đề xuất cho mọi người thì sao? Cũng có thể, dạ. Cũng có thể, nhưng vấn đề là mọi người chấp nhận cái ý tưởng đó đã là một điều rất là đột phá về mặt tư duy rồi. Dạ, tại vì đó giờ là hoa hậu luôn luôn xuất hiện ở bề ngoài rất là lộng lẫy, rất là truyền thống. Cái có nghĩa là bây giờ cái cảm nhận của mình về cái màn xuất hiện của Hen trong đêm trao lại vương miện đó là dạ. nó thật ở cái việc đó là người ta khai thác một ý tưởng thật, một cái ý tưởng mà chạm đến cái thật, chứ còn nó vẫn là diễn. Hãy công bằng với nhau đi nào, nó vẫn là diễn, nó vẫn là một cái bài đã được thu âm sẵn, Hen vẫn phải nhép cái tiếng, cái tất cả những cái lời vọng ra từ Hen nó vẫn phải được là một cái bản thu, và Hen đi thì nó chỉ là gọi là phát âm thanh ra. Nói như vậy không có nghĩa là mình chỉ trích ban tổ chức, nhưng nói như vậy để hiểu rằng là thì thực sự thì cũng nên có một cái màn xuất hiện nó chỉnh chu, nó phải được duyệt trước, nó phải được an toàn nhất. Nhưng cái quan trọng ở đây đúng như Thu Hà cảm nhận đó là Hen cho chúng ta có một cái niềm tin về cái điều đó là đẹp kiểu gì thì đẹp, nhưng nó phải thật. Phải là chúng ta. Nó phải là chính mình. Đúng, nó phải là chúng ta. Và vấn đề ở đây là khi mà bạn đã theo đuổi một cái đẹp đúng nghĩa đó, thì thực ra những cái thứ mà nó đắp lên trên người của bạn nó chỉ là hỗ trợ cho cái việc là bạn gọi là bạn tải cái đẹp của mình ra ngoài một cách thuận lợi hơn, chứ không có nghĩa là bạn đẹp vì những thứ đắp lên trên người. Tôi vẫn có thể xuất hiện với một đôi chân trần, tôi vẫn là tôi với cái nơi mà tôi đã được sinh ra. Và như vậy thì ở đây cái hình ảnh đó nó làm cho con người ta, cái điều mà mình thích ở đây gì nè, nó không nằm ở chỗ xuất hiện của Hen và Hen thể hiện đâu. Thực ra khi mà chị coi lại cái khoảnh khắc đó và hàng loạt những cái chia sẻ của những bạn bè khác khi mà họ xem đúng cái màn đó, thì chị thích cái điều đó ở cái chỗ đó là nó làm cho con người ta cảm được về cái thật. Có nghĩa là chị thích ở đây là chị thích cái sự gọi là cái sự xúc động của em á. Yeah. Khi em coi cái đoạn đó, chứ chị không, có nghĩa là cái việc, tại vì sao, tại vì nói nào ngay cũng hơi bị tỉnh đó quý vị. Yeah. Cho nên hiểu rằng là dàn dựng, hiểu là nó là một ý đồ, nó là một cái câu chuyện mà người ta đã phải sắp xếp hết mọi thứ.